Hoa Phúc kính chào quý khán giả đang đón xem chương trình Tin Nóng trên sóng phát thanh truyền hình Bạc Liêu. Mở đầu chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý. Lê Quốc Tuấn, còn gọi là Tuấn Khỉ, 33 tuổi, đối tượng đặc biệt nguy hiểm đã dùng súng AK bắn chết 5 người và cướp số tiền khoảng 1 tỷ đồng vào ngày 29 và 30 tháng 1 đã bị tiêu diệt vào đêm qua tại một căn nhà ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mà Tuấn Khỉ trốn nằm trong một khu đất rộng nhiều hecta, có nhiều nhà dân sinh sống. Khoảng 22 giờ 50 phút, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm áp sát căn nhà ở cửa ly gần. Bên ngoài, nhiều lực lượng khác cũng đã bao vây nhiều lớp. Trong đêm, sau khi có một tiếng nổ phát ra từ căn nhà thì có một loạt đạn bắn trả và mục tiêu Tuấn Khỉ bị triệt hạ. Hôm qua, cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ Lê Tuấn Anh, 25 tuổi, đối tượng đâm chết dân phòng trong trụ sở công an phường Đông Hòa. Vào tối ngày 11 tháng 2, anh Nguyễn Thanh Phong, 35 tuổi và một số dân phòng ngồi ở ghế đá trong sân công an phường thì Tuấn Anh cởi trần đi xe máy, bất ngờ lao vào sân dùng dao đâm chết anh Phong. Hiện Tuấn Anh vẫn chưa khai động cơ gây án. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, thành phố Cần Thơ đã quyết định lùi thời gian tổ chức lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 năm 2020, mà theo dự kiến trước đó, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 5 tháng 4, nay lùi lại cho đến hết tháng 10 năm 2020. Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ là sự kiện thường niên cấp quốc gia tại thành phố Cần Thơ. Song song với lễ hội này, liên hoan đờn ca tài tử quốc gia cũng bị dời lịch. Sáng qua, du thuyền MS Rotterdam đã cập cảng tại thị trấn Sihanouk Vinh, Campuchia sau 2 tuần lang thang trên biển và đã bị Nhật, Đài Loan, Philippines và Thái Lan từ chối cho cập cảng, dù không có hành khách nào bị nhiễm virus corona. Du thuyền chở 1.455 hành khách và 802 thành viên thủy thủ đoàn. Du thuyền từng bị từ chối cho cập cảng vì cách đây 2 tuần đã ghé qua Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn ủ bệnh COVID-19. Công tác tuyển sinh năm học 2020 vẫn giữ ổn định như các năm trước đây. Việc thay đổi sẽ bắt đầu từ năm sau, 2021. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trong hội nghị trực tuyến tổng kết tuyển sinh năm 2019 và triển khai công tác tuyển sinh 2020 trình độ đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non hệ chính quy vừa diễn ra vào chiều qua. So với công tác tuyển sinh năm 2019, dự thảo tuyển sinh năm 2020 có một vài thay đổi. Bổ sung hai nhóm ngành được áp dụng cơ chế đào tạo ưu tiên trình độ đại học là du lịch và công nghệ thông tin, các ngành mới mở, Bộ yêu cầu không tuyển vượt quá 50 chỉ tiêu, mở rộng loại hình đào tạo vừa học vừa làm, văn bằng 2. Các loại hình đào tạo này cũng được đưa ra vào nội dung tuyển sinh và yêu cầu về ngưỡng chất lượng. Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng Bộ Giáo dục Đào tạo nên cho các trường tự quyết định phương thức tuyển sinh. Riêng với các ngành mới mở, thay vì quy định cụ thể số lượng chỉ tiêu, thì nên quy định tỷ lệ, tránh làm khó với các trường có đủ nguồn nhân lực giảng viên đào tạo. Về vấn đề giá dịch vụ tuyển sinh, nhiều đại biểu cho rằng nên giữ ổn định như những năm trước đây. Thay vào đó, Bộ Giáo dục Đào tạo nên tăng cường công tác hỗ trợ các trường về phần mềm lọc ảo, xét tuyển để tránh những vụ việc không đáng có như năm 2019. Để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, các trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã triển khai đầy đủ các bước theo hướng dẫn của ngành y tế. Hiện các cơ sở giáo dục đã sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại. Học sinh được nghỉ 2 tuần, thế nhưng giáo viên vẫn phải vào trường để tập huấn kiến thức dịch bệnh cũng như vệ sinh tổng thể. Hầu hết các cơ sở giáo dục được phun thuốc khử trùng từ 1 đến 2 lần. Học sinh nhập học thì trước tiên là mỗi thầy cô đều phải đo sức khỏe, sau đó phát các cái dụng cụ y tế để cho các cô bọn mẫu giáo viên hỗ trợ để đo thân nhiệt trước khi nhận trẻ. Thời gian qua, các trường cũng theo dõi chặt việc đi lại cũng như tình hình sức khỏe của giáo viên, học sinh và có báo cáo hàng ngày. Một số trường cũng chủ động trang bị máy đo thân nhiệt phòng ngừa dịch. Các nhà trường có thể đảm bảo đầy đủ các điều kiện về an toàn, về các cái điều kiện phòng chống dịch bệnh và các cái kỹ năng cần thiết đã hướng dẫn cho các em. Nếu không có gì thay đổi thì các trường học trên địa bàn thành phố sẽ trở lại học sau cái kỳ nghỉ này vào ngày 17 tháng 2. Ngoài sự chủ động của các trường, ngành giáo dục Cần Thơ khuyến nghị các phụ huynh yên tâm cho con em đi học trở lại, đồng thời phối hợp tốt trong phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe học sinh. Liên quan đến tình trạng cá nuôi bè trên sông Cái Vừng đi qua hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang bị chết hàng loạt, gây thiệt hại trên 60 tấn cá của người dân nơi đây. Qua kết quả phân tích mẫu cá chết và mẫu nước, thì Chi cục Nuôi Chăn Nuôi, Thú Y và Thủy Sản của tỉnh Đồng Tháp kết luận nguyên nhân là do thiếu oxy cục bộ.
phân tích nước tại khu vực cá chết, hàm lượng oxy hòa tan trong nước, gọi tắt là DO, ở mức 1-2mg trên 1 lít, trong khi yêu cầu oxy cần thiết cho vùng nuôi trồng thủy sản, theo quy định phải từ 4mg trên lít trở lên. Sở dĩ xảy ra tình trạng này là do thời điểm đó, nước trên nhánh sông Cái Vườn đang xuống thấp, kết hợp với dòng chảy yếu. Mặt khác, mật độ thả nuôi cá trên sông Cái Vườn dày cũng khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Ngành chức năng khuyến cáo các hộ nuôi cá ở đây nên chủ động di dời bè cá ra sông lớn, môi trường thông thoáng, dòng chảy lưu thông. Nằm cách biển khoảng 90 km, nhưng từ ngày 10 tháng 2 đến nay, nước mặn đã xâm nhập đến thành phố Cần Thơ. Dù hiện tại, độ mặn đo được trên sông Hậu đã giảm dần, nhưng thành phố vẫn triển khai nhanh nhiều biện pháp phòng chống. Phóng viên Đặng Công thông tin chi tiết. Cảng Cái Cui ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, nằm cách cửa biển khoảng 90 km, nhưng nước mặn đã theo sông Hậu xâm nhập đến địa điểm này. Ngày 10 tháng 2 vừa qua, mặn đo được tại đây lên đến 3,5 phần ngàn. Chiều cường cũng giống thân diện, nó lên cũng tương đối cao, kết hợp với gió chiếu. Gió mùa lúc bắt thì nước tăng cường mạnh lên, thì nước đẩy, nước mặn lên cao. Ngoài sông Hậu, có hai tuyến sông khác mà nước mặn có thể xâm nhập vào thành phố, đó là kênh Cái Sắn và kênh Sáng Ô Môn. Mùa khô năm 2016, nước mặn từ Kiên Giang đã theo con kênh Sáng Ô Môn vào cách địa phận huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ khoảng 15 km. Đây là cống 7.000 nằm giáp ranh giữa huyện Dòng Riền của tỉnh Kiên Giang và huyện Thới Lai của thành phố Cần Thơ. Nếu như mà nước ở trên kênh Sáng Ô Môn bị nhiễm mặn thì nước mặn sẽ đi qua cái cống này tràn vào nội đồng của thành phố Cần Thơ. Huyện cũng có liên hệ với địa phận của Dòng Riền Kiên Giang để có cái cống bên Kiên Giang đó, thì mình sẽ đo cái độ mặn, xem cái diễn biến là độ mặn nó xâm nhập đến địa phận của Thái Lai là cách khoảng bao xa. Do triều cường đang xuống nên độ mặn trên sông Hậu đang giảm dần. Dù vậy, ngành chức năng thành phố Cần Thơ vẫn không chủ quan. Trong những ngày qua, nhiều đoàn công tác đã đến kiểm tra hệ thống cống đập ở các huyện có khả năng bị mặn xâm nhập. Chỉ đạo cho các cái đơn vị chủ động vận hành cái một cách linh hoạt các cái cống đập để cho nó phù hợp với cái điều kiện, cái nguồn nước để là tích trữ nước phục vụ cho sản xuất và phục vụ cho dân sinh. Hiện thành phố Cần Thơ có hơn 70.000 hecta lúa đông xuân sẽ thu hoạch dứt điểm vào cuối tháng 3 nên khó bị ảnh hưởng nếu xảy ra xâm nhập mặn. Đáng lo nhất là hơn 2.100 hecta cây ăn trái và gần 2.000 hecta rau màu. Diện tích có thể bị thiếu nước nếu nắng hạn và xâm nhập mặn kéo dài đến tháng 4, tháng 5. Giá gà công nghiệp bán ra hiện không bằng giá của một ký cám. Đây được xem là mức thấp nhất trong khoảng 10 năm qua, khiến nhiều người nuôi gà thua lỗ nặng. Hiện giá gà công nghiệp xuất bán tại chuồng ở mức 9.000 đồng một ký, giảm 11.000 đồng một ký so với hơn 10 ngày trước. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Đông Nam Bộ, các bếp ăn tập thể nghỉ do dịch Covid-19 khiến nhu cầu tiêu thụ gà sau Tết liên tục giảm và thêm tâm lý nhiều người nuôi chữ gà chờ giá lên, khiến thời điểm này lượng gà quá tuổi tồn nhiều, buộc phải bán tháo khiến giá xuống mức thấp kỷ lục. Với tâm lý e ngại các địa điểm đông người trong mùa dịch bệnh, nên xu hướng mua sắm trực tuyến đang nở rộ. Đặc biệt, hai tuần trở lại đây, sức mua trên các sàn thương mại điện tử tăng mạnh, thậm chí còn nhiều nơi bị cháy hàng. Anh Hoàng Long, một trong những khách hàng thường xuyên của các trang mua bán online. Dịp Valentine này, các địa chỉ mua hàng như Lazada, Sendo hay Shopee cũng được anh lựa chọn. Theo anh Long, thì yếu tố nhanh, tiện lợi và đặc biệt là các sàn đều cạnh tranh nhau bằng các chương trình ưu đãi khuyến mãi giảm giá nên thu hút khá đông khách hàng. Gần đây cái tình trạng mà phát sinh dịch bệnh thì em cũng rất là hạn chế ra đường, tại vì bệnh nhiều quá mình không biết như thế nào. Thì cái việc mà mua hàng online nó tăng lên nhiều đối với em. Ví dụ em cần về mặt hàng mỹ phẩm hoặc là mặt hàng mà tiêu dùng hàng ngày thì em sẽ lên trực tiếp trên trang thương mại điện tử để em mua. Đại diện các sàn thương mại điện tử cũng cho biết sức mua trong nhiều tuần qua tăng chóng mặt. Mỗi đợt hàng bổ sung từ 5.000 đến 7.000 sản phẩm mới lên trang thì cũng chỉ sau 30 phút là đã bán hết. Có vẻ như khách hàng họ đang sử dụng cái kênh thương mại điện tử đó là một cách để họ có thể mua hàng mà không cần phải đi ra ngoài. Đơn hàng tăng thì cái khả năng giao nhận nó phải tốt. Thì hiện việc này chúng tôi lúc nào cũng làm việc rất là sát cái đơn vị vận chuyển. Cái lượng hàng là từ nước ngoài về, nhất là Trung Quốc cũng tương đối là nhiều. Thì làm sao bảo đảm được cái nguồn hàng là một cái thử thách rất là lớn. Thì thời điểm hiện tại chúng tôi đang làm việc rất sát với nhà bán hàng để bảo đảm là hàng có đầy đủ. Với nhu cầu mua hàng online tăng cao, vì phần lớn người tiêu dùng e ngại ra các địa điểm đông người trong mùa dịch, nên các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử đang phải tìm nhiều nhà cung ứng sản phẩm nhằm hạn chế rơi vào tình trạng khan hàng, nhưng đồng thời cũng đưa ra các giải pháp ngăn chặn tình trạng đẩy giá, gây nhiễu loạn thị trường. Chúng tôi không khuyến khích bất
cứ nhà bán hàng hay là thương hiệu đối tác nào tăng giá trong cái giai đoạn này. Riêng đối với những trường hợp nào mà có sự tăng giá bất hợp lý thì mặt hàng của họ sẽ bị gỡ bỏ khỏi sàn Lazada. Theo ghi nhận của phóng viên, bên cạnh các sản phẩm khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay và các loại dung dịch hỗ trợ kháng khuẩn, sức mua tăng đột biến trên các sàn thương mại điện tử đợt này còn tập trung ở các mặt hàng cho mùa Valentine, sô-cô-la, nữ trang, mỹ phẩm đang là những sản phẩm được khách hàng đặt khá nhiều, mức giá dao động từ 10 đến 15% so với trước đây. Thưa quý vị, hiện nay việc giao dịch mua bán xe máy giữa người dân với người dân diễn ra phổ biến. Và trong quá trình mua bán này, nhiều công đoạn vẫn chỉ dựa trên tin tưởng là chính. Do đó, nhiều đối tượng đã lợi dụng sự dễ dàng hay sơ hở của chủ xe để chiếm đoạt tài sản, thậm chí là liều lĩnh cướp tài sản. Và mới đây, tại thành phố Hồ Chí Minh vừa xảy ra một vụ như thế. Mới đây, đội hỗ trợ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh SOS 247 nhận được cuộc gọi gấp gáp nhờ lấy lại xe. Em bị lừa đảo bên quận 7 á. Chiếc xe mô tô phân khối lớn ấy, Honda 600 á, nó vô quán giao dịch rồi cho nó thử xe, nó để lại chiếc Alac, rồi cuối cùng anh thử xe lấy xe mô tô em chạy luôn để lại chiếc Alac. Liên quan đến vụ việc, nạn nhân hầu như không biết thông tin gì của người mua ngoài trừ số điện thoại. Qua kinh nghiệm của đội hỗ trợ nhân dân SOS 247 từ nhiều vụ việc thì như thế là rất sơ hở. Đối tượng đó nó sẽ đánh vô lòng tin lòng của người mua bán xe là sẽ bán được chiếc xe cho của mình. Ở cùng cái chủ xe là một người của đối tượng và một chiếc xe AB. Chủ xe không nghi ngờ gì hết thì cứ cho thử xe. Nhưng mà không ngờ đối tượng lên xe rồi chạy đi rồi thì cái người đi chiếc AB chung với đối tượng là lẩn trốn mất. Thì chiếc AB của đối tượng để lại thì chiếc AB Việt thôi. Thì chiếc AB đó thì cũng không có giấy tờ gì hết. Nó giá trị cũng không là bao nhiêu tiền. Các thành viên của đội còn cho biết chiếc xe để lại cũng nhiều khả năng là xe phạm pháp mà có được. Và qua vụ việc thì cho thấy đối tượng cũng hết sức liều lĩnh, kể cả khi đang bán xe trên mạng. Nạn nhân và cả đội hỗ trợ cũng phải vất vả mới lấy lại được chiếc xe và trấn áp đối tượng này. Đối tượng khi đi qua đã khảo sát thử là tình hình đó như thế nào, thấy an toàn thì mới bắt đầu vô tiếp xúc để mà mua bán. Đối tượng thì cũng trẻ và có nhiều thủ đoạn, nói chung là cũng rất là điêu xảo. Chiếc xe phân khối lớn của nạn nhân được đối tượng đăng bán trên mạng chỉ với giá vài chục triệu đồng. Điều này cũng cho thấy cần phải cẩn thận với những món đồ giá rẻ bất ngờ được bán trôi nổi trên mạng, bởi không chừng đó còn là món đồ phạm pháp mà có. Hôm qua, Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đang xác minh làm rõ xử lý trên 40 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên đã bị lực lượng công an bắt giữ. Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, Công an huyện Vũng Liêm đã bắt giữ 43 vụ với 52 đối tượng và gần 500 mét khối cát bị khai thác trái phép. Đa số các đối tượng và các phương tiện này đều đến từ tỉnh Bến Tre. Lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã điều khiển những xà lan sắt, tàu gỗ có tải trọng hàng chục, thậm chí là hàng trăm tấn, hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên gây bức xúc trong nhân dân. Hiện Công an huyện Vũng Liêm đang hoàn tất hồ sơ và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp theo là các tin tức an ninh trật tự tại các địa phương. Một vụ cháy lớn đã xảy ra ở chợ Rạch Sỏi hay còn gọi là chợ Hồng Trung, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đám cháy bùng phát tại khu vực bán tạp hóa. Lực lượng cứu hỏa cùng 3 xe chữa cháy đã có mặt để dập lửa. Đến khoảng hơn 2 giờ sáng, ngọn lửa mới được dập tắt. Tổng thiệt hại ước tính lên đến cả tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Đại, Bến Tre vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Hữu Hoàng, 22 tuổi, ngụ Bình Phước, về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 8 tháng 2, Hoàng đang lái ô tô thì bị cảnh sát dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, Hoàng đã dương tính với ma túy. Bên trong xe, dưới gầm ghế còn có một hộp giấy chứa ma túy. Trước đó, cùng ngày, Hoàng còn thực hiện hành vi đốt pháo hoa trái phép tại huyện Bình Đại. Công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Minh Nhường, 17 tuổi, ngụ Đồng Tháp, để điều tra về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, trưa ngày 15 tháng 1, Nhường đi mua ma túy của một người lạ mặt với giá 300.000 đồng để mang về cho anh trai. Trên đường về, bị công an yêu cầu dừng xe kiểm tra, Nhường liền ném bịch ni lông đang cầm trên tay xuống đường, trong đó có 0,4 gam ma túy. Chuyển sang các tin tức thú vị trên thế giới, khi các nhà thiết kế thời trang hợp tác cùng các đầu bếp làm sô-cô-la thì điều mà họ tạo ra chỉ có thể là những tác phẩm độc đáo thời trang sô-cô-la.
Càng đặc biệt hơn khi sự kiện thời trang này diễn ra vào đúng dịp lễ tình nhân Valentine, lúc mà sô-cô-la được nhiều người mua để tặng cho người mình yêu thương. Và sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sự kiện trình diễn thời trang này tại thủ đô Brussels của Bỉ. Các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ, Colombia, Venezuela và Brazil vừa phát hiện hóa thạch đặc biệt của loài rùa tuyệt chủng ở địa điểm mới trên khắp Venezuela và Colombia. Loài rùa Stobendemi có kích thước đạt gần 3 mét, khiến nó trở thành một trong những loài rùa lớn nhất thế giới. Con rùa có khối lượng gần 1,2 tấn, gấp gần 100 lần so với người họ hàng gần nhất của nó, rùa sông Amazon đầu to. Ngoài ra, hai loại vỏ cho thấy rùa Stobendemi trống, có vỏ, có sừng, còn con mái thì không. Những khám phá mới còn cho thấy sự phân bố địa lý của loài rùa này là ở toàn bộ phía bắc của Nam Mỹ, rộng hơn nhiều so với giả định trước đây. Được mệnh danh là giải đấu của những người đàn ông, giải đấu vô địch râu ria đẹp 2020 vừa được tổ chức tại Belarus, thu hút sự tham gia của đông đảo cánh mày râu. Hơn 90 thí sinh từ 12 quốc gia đã mang đến cuộc thi những bộ râu và ria với nhiều hình dáng thưa rậm khác nhau và được chải chuốt cắt tỉa cầu kỳ. Tất cả tranh tài ở nhiều hạng mục gồm râu cằm, ria mép, kiểu râu mang phong cách tự nhiên hay kiểu tự do. Điểm thi được chấm dựa trên sự sáng tạo, tiếp đến là chất lượng của bộ râu. Với các thí sinh, ngoài thu hút nữ giới thì bộ râu còn là nét thể hiện cá tính và sự quý tộc của họ, giúp họ tự tin hơn trong giao tiếp. Tuần lễ thời trang New York Fashion Week thu đông 2020 đã chính thức khép lại vào hôm qua theo giờ Việt Nam. Một tuần hoạt động với hàng trăm màn trình diễn của gần 300 thương hiệu lớn nhỏ đã thu hút sự theo dõi của hàng trăm nghìn khán giả trên toàn thế giới. Đây là một trong những tuần lễ thời trang được yêu thích nhất và nhộn nhịp nhất trên thế giới. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những màn trình diễn đáng chú ý nhất trong sự kiện lần này. Điểm nhấn đặc biệt năm nay thuộc về sàn diễn của thương hiệu Bathsheba. Khi các người mẫu trình diễn trên sân băng, hình ảnh này nhằm tái hiện lại thập niên 60 của thế kỷ 20, khi môn thể thao này dần trở nên thịnh hành với phái nữ. Các thiết kế cũng mang hơi thở hoài niệm với những chiếc băng đô, họa tiết hoa nhí. Show diễn được mong chờ nhất là của thương hiệu Coach, khi mang tới làn gió từ thập niên 1980 với chất liệu da bóng. Những chiếc váy và áo khoác da đặc trưng của thế kỷ trước được xử lý khéo léo, kết hợp với các loại túi mini. Sau gần 300 show diễn, các nhà chuyên môn nhận định màu sắc của mùa thu đông 2020 sẽ là xanh lá, các thiết kế thu đông rất mềm mại và thời thượng. Mùa thu đông năm nay cũng chứng kiến sự lên ngôi của các thiết kế cắt xẻ, bùng xòe, vô cùng táo bạo trên nhiều chất liệu, từ các loại vải lụa, ren mềm mại tới các chất liệu đính đá lấp lánh. Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí đáng chú ý khác. Trong lúc phẫu thuật, đúng dịp Valentine 14 tháng 2 năm nay, chỉ có duy nhất một bộ phim Việt ra mắt khán giả, đó là Sắc đẹp dối trá. Bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc đời của hoa hậu chuyển giới Hương Giang. Hành trình thay đổi giới tính rất gian nan, nhưng thách thức lớn nhất đó là làm sao nhân vật chính có thể đối mặt với bạn bè, gia đình và những kẻ thù trong quá khứ. Nam diễn viên kỳ cựu Harrison Ford sẽ trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Phiêu lưu, tiếng gọi nơi hoang dã. Phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học kinh điển cùng tên của nhà văn Jack London, tiếng gọi nơi hoang dã, khắc họa sinh động cuộc phiêu lưu của con người và chú chó bất vào thế giới tự nhiên đầy khắc nghiệt của vùng Alaska lạnh giá cuối thế kỷ 19. Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 21 tháng 2 tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng hôm nay. Chương trình được phát sóng lúc 18:10 hàng ngày trên sóng phát thanh truyền hình Bạc Liêu. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.